Xin chào tất cả mọi người nha, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Phượng Black. Và hôm nay đang tiện quay clip ở trong thành cổ. Thì mình mang luôn cả cái túi đồ của mình để mình review cho các bạn xem. Và trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đây là một cái túi Eli này. Túi Eli nha, mình sẽ bỏ ra. Chiếc túi này thì mình mua từ tháng trước cơ, trước ngày 20 tháng 11. Nhưng mình chưa mở. Đây là cái túi vải đó. Một chiếc túi Eli màu đỏ. Nói chung là nó hơi to một chút vì mình muốn nó có một cái độ lớn để có thể đựng được những cái phụ kiện đi quay như cái mic đeo của mình này, cái gậy selfie này đó. Ok. Cái túi Eli này có mã là ET19 đỏ. Giá gốc của nó là 2.850.000 các bạn nha. Khi mình mua thì cái túi này được giảm giá là 30%. Thì mình mua mất 1.999.000. Đó, mình thanh toán tầm 2 triệu. Và hiện tại bây giờ đang giảm giá thì chương trình giảm giá của nó còn có 1.710.000. Nên mình vào trang web cho các bạn xem nhé, daily.vn. Và cái túi của mình đây, hiện tại bây giờ đang giảm giá 40% đây. Có màu đen và màu đỏ, thì mình có nhiều túi đen rồi nên mình chọn túi màu đỏ. Kích thước 26 x 2.5 x 12.5, chất liệu da bò cao cấp nhập khẩu, mềm mại bóng mịn, độ bền cao, chống trầy xước và thấm nước, chỉ tác tinh xảo với đường may cẩn thận tinh tế, giúp người dùng ưng ý cả về thiết kế và chất lượng. Bằng 6 tháng. Đây là những của người mẫu đang đeo túi này. Mình có thể sử dụng dây đeo vai dài hoặc là cầm tay như thế này. Mã của nó là ET19 các bạn nha. ET. Ok, bây giờ mình sẽ mở chiếc túi ra cho các bạn xem. Ở cái phần tay cầm này mình vẫn để nguyên cái ni lông như thế này. Mình không muốn rất nó ra. Và cái phần bên này thì bây giờ mình sẽ mở ra luôn, tại vì đằng nào mình đều sẽ dùng. Mình để giữ, định giữ chiếc túi này coi như làm quà sinh nhật cho mình, tự mua cho mình. Thì vì mình rất là thích nó nên mình đã mua trước, mua từ tháng trước luôn. Cuối tháng này mình đến sinh nhật của mình. Mình xé luôn cái này luôn. Cái da hơi sót một tí. Ok, rõ chiếc túi của mình. Cái hôm mình lấy, mình mua thì nó có thêm một cái ni lông ở đây này. Và một cái ni lông bọc ở đây nữa, thì mình đã nhờ cô bé bán hàng ấy bỏ ra cho mình xem là nó có bị dính bụi gì không. Nhưng chiếc túi này thì đáng lẽ ra là có một cái chiếc túi ngoài kệ ấy, nhưng mà cô bé đã bảo là vào trong kho tìm cho mình một chiếc túi khác. Thế nên là chiếc túi này chưa hề dính bụi luôn. Phía đằng sau nó có một cái ngăn kéo khóa thế này. Mình rất thích những ngăn ngò nhỏ thế này ấy. Mình có thể thả cái chìa khóa vào ạ. Mình thấy nó tiện. Khóa màu trắng luôn nhé. Giấy nót này. Các bạn đã nhìn thấy những cái bấm này. Đây là một cái miếng da này, da làm mẫu, mình có thể bỏ đi hoặc mình để cũng được. Có một cái ngăn kéo khóa trong này các bạn nhé, nên là mình không bao giờ sợ bị rơi đồ, trừ khi mình quên kéo khóa. Và khi túi nó rơi lật ngược ra thì có thể sẽ bị rơi. Đó. Mở khóa ra. Bên trong mình vẫn để nguyên si những cái lớp giấy lót này, thì mình còn chưa lôi ra xem luôn. Đây là cái dây đeo này, dây đeo vai này. Giấy. Giấy lót để giữ form túi này. Rất là nhiều giấy luôn, nên mình có thể hình dung mỗi một cái miếng giấy này mình có thể để được một món đồ nào đó. Để phấn son này, để điện thoại đầu tiên này, điện thoại rồi xong phấn son này, rồi để lung tung. Và túi này có hai ngăn các bạn nhé, có hai ngăn bên trong này. Chia hai ngăn ra và một ngăn khóa ở giữa. Ngăn khóa ở giữa này rất là tiện để mình có thể để những giấy tờ này, để có thể để tiền này. Còn nếu như các bạn dùng những cái ví nhỏ rồi thì các bạn có thể không sử dụng đến, nhưng mình cũng rất thích, rất cần một cái ngăn nhỏ như thế này. Mình có thể đút những cái thứ nhỏ lung tung, ví dụ như mình mang đi có những cái cọc pin á. Mình có thể đút luôn vào cái túi này cho nó gọn, đã rơi xuống dưới mình để phải tìm kiếm ý.
Ngoài ra nó còn một cái ngăn là một cái khóa khóa ốp sát lên nữa. Có miếng da chữ Eli này, khóa còn chưa được kéo ấy các bạn nhé. Mình mua túi mình rất là muốn tìm những cái túi mà nó có những cái ngăn nhỏ nhỏ như thế này nó tiện. Và còn phía bên này có một cái ngăn như thế này, mình có thể đút điện thoại hay mình dựng dọc vào thế này này. Và đút những cái gì đó mình có thể dễ dàng lấy ra. Ok. Dây khóa này mình rất luôn cái băng dính này ra. Dính quấn rất là chắc nha. Ok. Chiếc túi đỏ. Cho nên là nó với mình thì mình thấy nó không quá to mà cũng không quá nhỏ. Bây giờ mình sẽ tháo cái phần dây đeo này ra. Các bạn xem nha.